Rồi, thân chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình xin phục hồi lại cái tai nghe mình mua được ở chỗ ve chai bằng cách là lấy thằng này thế qua thằng kia, có nghĩa là đấy lấy là đầu ông này cắm vô đít của bà kia. Đây là mình mua được cái tai nghe này, nó được nghe được có một bên à, vẫn còn nghe được nha, vẫn còn nghe rất là êm đó. Nếu nghe được, mình mua được dây chai được cái tai nghe thế này nữa, nó gãy mất tiêu bên này rồi, nó chỉ còn lại bên này. Như vậy là mình sẽ tháo ra cho mình gắn này vô đây đó. Cái hoạch của mình là như vậy, tháo được bộ phận này gắn này vô. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm, mà mình chưa biết là bên này nó còn sống hay không nữa, nhưng mà thường là nó không có chết được đâu. Cái cọng dây của nó đây nè quý vị ha, cọng dây nó nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha anh em. Giờ mình sẽ quay clip lại để cho anh em xem. Rồi. Rồi anh em mình đã tháo ra được nó như thế này rồi nè. Đấy. Rồi mình sẽ tháo cái thằng này ra, mình sẽ ghim này vô ha. Ở trong này nó gãy rồi nè đó. Cái kế hoạch, cái cách làm của mình nó là vậy đó ha. Thì mình sẽ được cái tai nghe. Nói chung là những cái tai nghe này thì mình thấy nó cũng ok lắm. Đặc biệt là tai nghe này nè, nó nghe rất là hay luôn đó. Mình sẽ lấy cái mặt điều khiển của nó ha. Rồi mình sẽ gắn ở bên này thôi. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Rồi mình đã nói hai cọng dây là thử, giờ bây giờ mình kết nối với máy nghe nhạc rồi mình có thể nghe được không nha anh em. Cái loa này của nó thì nghe được rồi đó, bên đây coi, không có nghe được. Lý do nghe được là cái này xuất ra. Ống này giờ mình tiến hành thay vô, cái nó gãy rồi nè. Thay này vô đây là coi như là mình được ha. Chỉ cần nó vô đây nó nằm nó cố định cũng được, nó không cần thiết là nó phải chạy đâu. Bỏ cái dây này ra đi, dây này xài không được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắp vô ha anh em. Rồi anh em ơi, mình đã gắn nó vô thế này, dán keo nó lại cho nó dính nè. Chờ nó dính keo rồi cái mình sẽ kết nối nó vô đó là chúng ta được một cái tai nghe. Bên trái nè, bên phải này thì mình kéo ra không được nha, đầu gà đuôi vịt mà sao kéo ra được. Đấy thôi bây giờ mình đợi tai nghe nhìn cũng hài ha, nhưng mà mình phục hồi mà. Thì mình đã gắn cái tai nghe vô xong rồi nè anh em. Đây, sau khi gắn xong rồi nó như vậy nè. Đó, bên này thì nó màu cam, còn bên này thì nó màu này. Đó, hai bên đều nghe được hết rồi à. Hai bên đều nghe được hết rồi. Tai nghe này thì bên này thì mình kéo không có được, bên này thì mình có vừa kéo ra được nè. Đó, bên này thì cứ ngắt luôn rồi, bởi vì nó đâu có trùng bộ đâu, mình chơi cố định luôn. Nhưng mà mình được cái tai nghe à. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái
cái lồng này vô cái nữa là coi như là mình đã hoàn thành rồi nha anh em. Nãy là mình gì dở, mình gỡ thì ra tuốt uổng quá uổng, mình đúng là hơi hấp tấp. Rồi bây giờ mình phải đổ keo nến vô mình dán lại một cái nữa. Đây bước cuối cùng nha. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái tai nghe này anh em. Hình dạng nó thì không giống ai hết, tuy nó không giống ai nhưng mà nó nghe được nha, nghe hay nha. Mình lắp ráp từ những cái món đồ dây chai đó, thì mình đã khôi phục và tái tạo được một cái tai nghe từ những lần đi dây chai của mình. Rồi thân chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các lần mà chế cháo và làm được những công việc điên điên khùng khùng của mình nữa nha. Rồi, bye bye.